Người này được mệnh danh là Kiếm Thánh, một chiêu vạn kiếm quy tông lừng danh thiên hạ trên võ lâm. Trong giang hồ Trung Nguyên đã là một thần thoại bất bại rồi. Chiêu này dùng nguyên khí trấn áp vạn kiếm, dùng vạn kiếm hóa thành mãnh long. Thế kiếm của anh giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tận. Một khi xuất chiêu thì vạn kiếm bay ra, cảnh tượng tráng lệ. Đối thủ lần này là nhân sĩ Đông danh Tuyệt Vô Thần. Ông ta sở hữu thân hình bất tử không thể tiêu diệt. Ông ta dùng chân khí thần công của thân hình bất diệt, tạo ra lá chắn chân khí xung quanh người, có thể nói là đao kiếm không thể xuyên qua, nước lửa không thể ngấm vào. Ngay chính lúc này, ông ta phát huy sức mạnh phá nát chiêu vạn kiếm quy tông của thần thoại võ công. Vô Danh dùng toàn bộ chân khí còn sót lại để điều khiển thanh kiếm cuối cùng chưa bị gãy. Mũi kiếm vừa chạm vào lá chắn được khoảng 3 phần. Lúc này chỉ còn một chút xíu nữa thôi là phá được. Nhưng Tuyệt Vô Thần lại tấn công toàn lực, cuối cùng vẫn chấn áp được thanh kiếm cuối cùng này. Ông ta hét lớn, từ nay trong võ lâm, ta chính là thần thoại. Lẽ nào chiêu vạn kiếm quy tông xương bá võ lâm thật sự chỉ có vậy thôi sao? Hôm nay mình và các bạn hãy cùng khám phá bộ phim Phong Vân Nhập Ma Tử Chiến xem kết thúc như thế nào nhé. Sau khi đánh bại Hùng Bá, võ lâm vẫn chưa được nghỉ ngơi giây phút nào thì lại xuất hiện một vị anh hùng tuyệt thế. Đó chính là bá chủ Đông danh Tuyệt Vô Thần. Người này dã tâm cực lớn, phái thuộc hạ là Tào Công Công mai phục trong hoàng thất với ý đồ cướp ngôi vua. Đồng thời dùng một loại thuốc độc tên là Ma Hưng Cốt chế ngự kiếm thánh Vô Danh ẩn tích nhiều năm nay. Bộ Kinh Vân cũng trở thành tù nhân dưới trướng hắn vì lo cho sự an nguy của Sở Sở. Toàn bộ cao thủ trong giang hồ đều bị nhốt ở trong nhà lao tối tăm này. Lúc chuẩn bị ra tay giết chết tất cả vì không một ai chịu khuất phục, thì Bộ Kinh Vân thoát khỏi xiềng xích trước, dùng chiêu bài Vân Trưởng tấn công Tuyệt Vô Thần. Nhưng trước mặt Tuyệt Vô Thần thì chiêu thức này chẳng khác gì trò trẻ con. Mọi người thấy tình hình không ổn, cũng thi nhau thoát khỏi xiềng xích. Hóa ra người của Vô Danh đã âm thầm lấy được thuốc giải và giải độc cho họ từ trước đó rồi. Tám đại cao thủ trong giang hồ liên thủ tập trung nội lực đánh về phía Tuyệt Vô Thần. Nhưng đối diện với chiêu thức bí truyền độc môn của hắn thì họ cũng như con tép đậu trên mép con mèo. Cuối cùng Vô Danh tham chiến, sử dụng chiêu vạn kiếm quy tông trong truyền thuyết. Chỉ tiếc là độc tính Ma Hưng Cốt trong người vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Vô Danh cố gắng vận công để thúc đẩy kiếm pháp, vì vậy bị nội thương nghiêm trọng. May mà Nhất Phong và chi viện của anh kịp thời có mặt, mới có thể cứu thoát Vô Danh cùng với Sở Sở và Bộ Kinh Vân. Nhưng lúc này nội thương đã khiến sức mạnh Vô Danh giảm sút trầm trọng, không thể khôi phục trong một khoảng ngắn. Trước mắt trong võ lâm chỉ còn Tà Hoàng mới có thể so tài cao thấp với Tuyệt Vô Thần. Nhưng tính cách của Tà Hoàng cô độc cổ quái, không quan tâm thế sự, chưa chắc đã chịu ra tay giúp đỡ. Phong Vân cùng hai người Sở Sở và Bộ Kinh Vân đến cửa sinh tử quỳ rất nhiều ngày đêm, nhưng Tà Hoàng vẫn không tiếp. Đúng lúc này Phong Vân lại gặp con gái của đệ nhị Đao Hoàng tên là đệ nhị Mộng. Cô ta và Nhất Phong sớm đã có tình cảm với nhau, chỉ còn thiếu bước thổ lộ với nhau nữa thôi. Đồng thời đệ nhị Đao Hoàng và Tà Hoàng có mối quan hệ huynh đệ, nên khi đệ nhị Mộng quỳ gối cầu xin thì Tà Hoàng cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng người chưa hiện thân thì đá đã hiện hình. Sau đó Tà Hoàng bước ra từ trong động, chỉ thấy hai ống tay áo của ông ta bay bay, chẳng có gì bên trong. Chư Hoàng thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, nhanh chóng hỏi thăm. Hóa ra cả đời Tà Hoàng say mê võ học, vì muốn nhanh chóng nâng cao võ công nên đã rơi vào con đường ma đạo. Ông chưa từng nghĩ là mình không thể điều khiển được tâm ma trong người mình, dẫn đến giết người vô độ, thế nên tự phế hai cánh tay tránh tiếp tục tạo nghiệp. Hiện giờ công lực không còn được như xưa nữa. Ông ta nói rằng bây giờ muốn học được võ học chính đạo tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai. Muốn nâng cao công lực trong một thời gian ngắn thì chỉ có thể nghĩ cách khác, đó là rơi vào ma đạo. Từ những viên đá vừa nãy Tà Hoàng ném ra có thể thấy lệ khí của Bộ Kinh Vân quá lớn. Hiển nhiên chỉ có Nhất Phong tính cách ôn hòa mới phù hợp để luyện tập ma đạo. Con đường nhập ma cần có máu tươi của Nhất Phong và nước trong bể ma hòa quyện với nhau, trong ngoài nhập ma mới có thể tu luyện thành ma. Lúc này trong chùa Linh Ẩn trước mặt Bộ Kinh Vân xuất hiện một vị cao thủ kiếm đạo thần bí. Khi hai bên so tài cao thấp, Bộ Kinh Vân bất ngờ rơi vào thế yếu. Trong võ lâm vậy mà vẫn còn cao thủ ẩn danh như thế này. Nghe nói trong giang hồ có một chiêu kiếm pháp truyền kỳ hóa đau đớn thành kiếm khí, đau khổ nên rơi lệ, coi nước mắt là chất dẫn có thể hóa thành vô vàn giọt nước bá đạo vô địch. Chiêu này mang tên Bi Thống Mạc Danh, mà Bộ Kinh Vân vậy mà cũng có sự lĩnh hội với chiêu thức vừa rồi. Lúc mông hình thành một quả cầu nước khổng lồ, trong quả cầu nước kiếm khí cuồn cuộn giống như dòng sông giận dữ đang gầm ào, muốn phá nát chiếc mặt nạ của cao thủ võ lâm kia. Bất ngờ đó là kiếm thánh Vô Danh. Bộ Kinh Vân vô cùng bất ngờ, vội vàng thu hồi kiếm khí. Sau thử thách lần này, Vô Danh tin chắc Bộ Kinh Vân chính là thiên tài kiếm đạo trăm năm có một, tính giác ngộ cực cao, có thể coi là nhất nhì thiên hạ. Thế là quyết định truyền thụ những gì mình biết cho Bộ Kinh Vân, mà Bộ Kinh Vân cũng không phụ sự kỳ vọng. Trong khoảng thời gian ngắn đã ngộ ra kiếm đạo thuộc về mình. Tiềm lực của anh so với kiếm thập tam thức của kiếm thánh cô độc không hề thua kém chút nào. Bộ Kinh Vân cảm ơn Vô Danh đã truyền thụ kiếm đạo, thỉnh cầu ông đặt tên cho kiếm đạo của mình. Vô Danh nhất kiếm lên phóng túng khắp một chữ trên vách đá. Chữ này giống như vân mà chẳng phải vân, là kiếm mà không phải kiếm. Ông ấy đọc chữ này là bá, không ngờ ẩn ý trong con chữ của Vô Danh lại sâu xa đến vậy. Lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều sát thủ thần bí, là giả xoa do Tuyệt Vô Thần phái tới. Mấy tên này hiển nhiên không phải là đối thủ của Bộ Kinh Vân, nhưng hai huynh đệ cầm đầu thì cũng không thể xem thường được. Hai huynh đệ dùng chiêu thức phối kết hợp, tức là lúc chiêu thức bọn họ bay đến thì kiếm đạo của Bộ Kinh Vân vừa luyện thành công.
Tuy vẫn chưa thành công mỹ mãn, nhưng vung tay là kiếm khí phóng ra khiến sắt có thể biến thành bùn. Uy lực của một chiêu vô cùng khủng khiếp. Cùng lúc đó, một đội dạ xoa khác lại tấn công vào cửa sinh tử. Tà Hoàng, Chư Hoàng, Đệ Nhị Mộng và những người khác đang bảo vệ cho Nhất Phong. Lúc này đang là thời khắc then chốt. Một khi bị thế lực bên ngoài làm gián đoạn thì chưa thành ma đã thành quỷ. Nhưng đám người dạ xoa này quá đông và nguy hiểm. Đệ Nhị Mộng công lực khá yếu nên trúng một chưởng chí mạng. Giây phút sinh tử, Nhất Phong cố gắng rút quan cứu Đệ Nhị Mộng. Lúc này anh ta giống như bị chất độc ngấm vào người. Chỉ thấy chất độc chậm chậm chảy ra khỏi người Nhất Phong. Hai đồng tử của anh có màu vàng pha lẫn đen như quỷ thần. Cơ thể anh đang ở trạng thái cực hàn, những nơi bước qua thì cây cỏ đóng băng. Vung tay một cái cũng có thể tỏa ra chân khí cực hàn. Không bao lâu sau, sát thủ của dạ xoa cứ thế hóa thành băng tuyết nằm trên đất. Khi Bộ Kinh Vân chạy đến nơi thì Nhất Phong không biết đã đi đâu mất rồi. Tào Hoàng thấy bể ma vẫn chưa được lấp đầy nước, suy đoán Nhất Phong vẫn chưa hoàn toàn nhập ma, vẫn còn một tia hy vọng anh sẽ hồi phục. Ở bên kia, Tuyệt Vô Thần dẫn quân chiếm đóng Trung Nguyên. Dựa vào sự phối hợp trong ngoài với Tào Công Công thì Hoàng đế Trung Nguyên đã trở thành tù nhân dưới trướng của chúng. Mục đích của Tuyệt Vô Thần chỉ có một, đó chính là báu vật của Trung Nguyên mang tên Long Mạch. Nhưng chỉ có Hoàng đế mới biết được vị trí của Long Mạch nằm ở đâu. Nhưng Hoàng đế tuy lâm nguy nhưng không hoảng loạn. Phong cách giống như dù cho núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt cũng không sợ. Con trai của Tuyệt Vô Thần là Tuyệt Vô Tâm đã bắt con trai của Hoàng đế ra uy hiếp. Hoàng đế vẫn không tiết lộ ra một chút thông tin về Long Mạch. Khi Bộ Kinh Vân nhận được tin tức đến nơi hộ giá, lúc này Bộ Kinh Vân đã lĩnh hội được bá kiếm tam thức. Thấy bá kiếm của Bộ Kinh Vân đánh quân mình tơi bời, Tuyệt Vô Thần đích thân ra tay đối đầu với anh. Kiếm khí của Bộ Kinh Vân tung hoành ngang dọc, xuất chiêu Đệ Nhị Thức Kiếm Lưu Vân. Kiếm khí bao quanh trong động như nước chảy mây trôi, giống như quỷ ma, trong kiếm có nhu, trong nhu có cương. Cho dù như vậy nhưng vẫn không thể phá giải thân thể bất diệt của Tuyệt Vô Thần. Tiếp đó sử dụng Đệ Tam Thức Kiếm Lưu Tinh, kiếm khí nhanh như sao đổi ngôi, mạnh mẽ như sét từ trên trời giáng xuống cướp đoạt hồn phách con người. Không chỉ như vậy, anh đã có thể bắn kiếm khí thành tơ, nhỏ như dây thép, sắc bén vô cùng. Đây là sợi tơ kiếm khí được nhà ra và được đánh giá là tuyệt thế hảo kiếm rồi. Tôi sẽ gọi nó là tuyệt thế hảo tơ nhé. Tuyệt Vô Thần bị tuyệt thế hảo tơ quấn quanh người không thể cử động. Thấy Bộ Kinh Vân sắp ra đòn quyết định, Tuyệt Vô Thần dốc toàn lực thoát khỏi dây tơ, khiến Bộ Kinh Vân bật ngửa ra sau. Cùng lúc đó, một hang động thần cũng bị nổ tung. Đó chính là phần bên ngoài của Long Mạch mang tên Long Chủng. Cái gọi là Long Mạch là xương cốt của Hoàng đế Hiên Viên, mà Hoàng đế Hiên Viên chính là thánh nhân thượng cổ. Vào lúc tuổi xế chiều, cơ thể xảy ra phản ứng thần kỳ, đột nhiên mọc ra một đoạn long cốt. Long Mạch có thể trấn áp vận khí chín châu. Tương truyền người có được Long Mạch sẽ thống lĩnh được thiên hạ. Bộ Kinh Vân vì ngăn cản Tuyệt Vô Thần lấy được Long Mạch nên hai bên đã quyết đấu sinh tử. Nhưng Bộ Kinh Vân hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, suýt nữa mất mạng. Trong giây phút nguy cấp, Nhiếp Phong đột nhiên xuất hiện. Anh ta và Bộ Kinh Vân đều được kế tục cùng một loại kiếm đạo. Chắc chắn Bộ Kinh Vân sẽ bộc phát sức mạnh khiến đối thủ chỉ còn đường chết. Nhưng lúc này Nhiếp Phong đã thành ma, không phân biệt được địch ta nên ra tay với Bộ Kinh Vân trước. Hai bên đánh nhau đến mức khói lửa mù trời. Nhiếp Phong sau khi thành ma vô cùng đáng sợ, đao khí của ma đao sức mạnh khủng khiếp. Tuyệt Vô Thần nhân cơ hội đó lấy cắp Long Mạch. Chỉ tiếc là cây kiếm Hiên Viên trong tay Hoàng đế Hiên Viên được coi là thần binh đệ nhất, nhưng do mọi người quá chú ý vào Long Mạch nên không ai để ý đến nó. Mà sau khi Tuyệt Vô Thần lấy được Long Mạch thì lựa chọn không chạy trốn ngay, còn giơ lên cao hét ầm lên thu hút sự chú ý của Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân đứng một bên quan sát trận đấu, bất ngờ phát hiện ra nhược điểm của Tuyệt Vô Thần, đó chính là nách của hắn. Nhiếp Phong sau khi nhập ma đã điên đảo thần trí, sức phòng ngự vô cùng kinh người, đòn tấn công của Tuyệt Vô Thần cũng không thể làm bị thương anh ta. Ma đao của Nhiếp Phong cũng không thua kém gì so với bá kiếm của Bộ Kinh Vân. Áo giáp thần binh của Tuyệt Vô Thần cũng không thể chống lại được, nên đành sử dụng chiêu thức độc tôn. Nhưng không thể ngờ chiêu thức chết chóc như vậy cũng không thể chạm đến một sợi tóc của Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân thấy vậy thì liên thủ với Nhiếp Phong tấn công Tuyệt Vô Thần, xuất chiêu mạnh mẽ vào nách hắn. Tuyệt Vô Thần vô cùng bất ngờ, xem ra điểm yếu đã bị phát hiện. Do có thêm sức mạnh của Bộ Kinh Vân nên hắn ta giờ đã rơi vào thế yếu, lúc điểm yếu của hắn sắp bị phá hủy. Nhiếp Phong lại lần nữa không phân biệt địch, dùng một chiêu đồng loạt thu phục cả hai người. Nhưng vào lúc Long Mạch ở gần sát mặt thì Nhiếp Phong bỗng nhiên khôi phục một chút tỉnh táo. Xem ra do linh tính của Long Mạch đã trấn áp được ma tính của anh ta. Tuyệt Vô Thần nhân cơ hội phản công, nhưng nào ngờ ma đạo của Nhiếp Phong càng sâu hơn một bậc. Mắt ma mở ra, dùng một đao chém nát cánh tay của Tuyệt Vô Thần. Thân thể bất diệt bị phá hủy, hơi lạnh thấm vào cơ thể, trong phút chốc hóa thành tro bụi. Nhiếp Phong cướp lấy Long Mạch rồi đi theo bản năng trở về Nhiếp Gia thôn. Long Mạch giúp ma tính của anh tạm thời được chế ngự, nhưng vẫn chưa khôi phục tỉnh táo, suýt chút nữa bóp chết Đệ Nhị Mộng đến tìm anh. Hoàng đế phái binh lính đến đòi lại Long Mạch, nhưng Long Mạch là hy vọng duy nhất giúp Nhiếp Phong trừ ma. Đệ Nhị Mộng liều chết bảo vệ nhưng suýt nữa bị Tuyệt Vô Tâm đứng trong tối theo dõi nãy giờ lấy được. Khi hai bên đang giành giật Long Mạch thì Long Mạch bị đứt làm đôi. Nhiếp Phong không có Long Mạch ức chế nên lại hóa thành ma. Bộ Kinh Vân đến chậm một bước đuổi theo đến tận đỉnh núi. Phong Vân gặp nhau chắc chắn đây là trận chiến sống còn. Nhưng mắt ma của Nhiếp Phong đã mở, ma đạo đã thành. Bộ Kinh Vân rơi vào thế hạ phong, không phải đối thủ của Nhiếp Phong. Đệ Nhị Mộng chạy đến khuyên can, Phong đại ca xin đừng đánh nữa.
muội là đệ nhị mộng đây. Không thể ngờ Nhiếp Phong thật sự có phản ứng. Lúc này người và ma giao chiến trong cơ thể, nhưng cuối cùng người vẫn không thắng nổi ma tính. Ma tính lại lần nữa vươn lên nắm quyền, bất ngờ bắn một luồng khí lạnh về phía đệ nhị mộng. May mà có bộ kinh vân chống đỡ giúp, nhưng đệ nhị mộng vẫn bị trọng thương. Bộ kinh vân rút kiếm ra tấn công tổng lực, trong lúc kiếm giao nhau đã chém đứt thanh kiếm tuyết ẩm cuồng của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong dùng chân khí điều khiển kiếm, thanh kiếm đâm vào mặt vách đá. Hai người đánh tay không, không có binh khí nên Nhiếp Phong bị bộ kinh vân chế ngự. Nhưng bộ kinh vân niệm tình nghĩa huynh đệ nên không thể ra tay. Nhiếp Phong nhập ma sâu hơn, công lực lại tăng lên gấp bội, mắt ma lại mở thêm một phần. Lúc này Sở Sở đúng lúc chạy đến, thử thuyết phục Nhiếp Phong quay đầu là bờ. Nhưng thứ đón chờ cô lại là một kiếm ý xuyên qua ngực, chết ngay tại chỗ. Bộ kinh vân đau đớn bội phần, dùng ba kiếm tam thức điên cuồng tấn công. Nhưng Nhiếp Phong nhập ma quá nặng, công lực càng lợi hại hơn, dễ dàng ngăn chặn được bá kiếm của bộ kinh vân. Một lượng lớn ma khí tuôn ra từ trong lòng bàn tay. Xem ra tiếp theo chính là chiêu thức quyết định. Bộ kinh vân có sự lĩnh hội từ trong đau đớn, ánh sáng của kiếm lưu tinh bao quanh khắp cơ thể, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Chiến thần Không Khóc lúc này cũng không kìm được mà rơi lệ. Huynh đệ từng vào sinh ra tử, hiện giờ lại phải tương tàn. Nhiếp Phong xuất ra chiêu thức mạnh nhất, còn bộ kinh vân cũng tung ra nhát kiếm mạnh. Đây chính là chiêu thức cao nhất của bá kiếm tam thức kết hợp với bá kiếm nhất thức. Ý nghĩa của chiêu thức cao nhất của bá kiếm là kiếm vô cực, uy lực đạt đến mức đỉnh điểm kiếm đạo, tuyệt đối không kém cạnh so với kiếm chập tam thức của kiếm thánh Cô Độc. Nhưng anh ta cuối cùng vẫn không nỡ đích thân ra tay, tuyệt thế hảo kiếm cứ thế tụt khỏi tay, nghe theo số mệnh. Nhiếp Phong tránh không kịp nên bị tuyệt thế hảo kiếm cưa rách mắt ma, ma khí chớp mắt phun trào ra ngoài. Đến đây ma tính của Nhiếp Phong đã tuôn ra hết, hồi phục lại tỉnh táo, nhưng vách đá không chịu nổi nhát kiếm vừa rồi. Trong phút chốc trời long đất lở, bộ kinh vân vì cứu Nhiếp Phong và đệ nhị mộng nên hy sinh bản thân rơi xuống vực sâu, không rõ sống chết. Nhiếp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt đau đớn bội phần. Một đoạn thần thoại phong vân kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận cho mình nếu thấy hay. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.